Minh được Tử Vi hoan hỉ chào đón quý bác anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lần đầu tiên, thay mặt cho 30 tập chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý bác anh chị có được sức khỏe bình an, vận trình như cá chép hóa rồng, vượng vận quý nhân, nhiều vận may ập đến bất ngờ, có cơ hội trúng số, đổi đời đại gia, tiền bạc ùn ùn đổ về như thác lũ. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà 30 tập trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, tiên tri tiết lộ sự thật bất ngờ. Người tuổi Ất Mão sinh 1975, đúng 7 ngày tới tháng 11 âm lịch 2024, gặp thời nhét cạn lộc trời, nghèo khổ mấy cũng đổi đời giàu sang, tiền vàng nhét chật két. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý cô bác tuổi Ất Mão sinh năm 1975 thân mến, trong cuộc sống của mỗi người, chúng ta đều trải qua những khoảng thời gian khó khăn, thử thách. Tháng 10 âm lịch vừa qua có lẽ là một thời điểm mà nhiều người trong chúng ta cảm thấy như đang bị lạc lối trong mê cung của những vấn đề công việc, tài chính bế tắc. Những khó khăn ấy không chỉ dừng lại ở mặt vật chất mà còn tác động sâu sắc đến tâm lý, khiến ta cảm thấy bất lực, mệt mỏi. Có những ngày tháng trôi qua, trong lòng ta dâng lên cảm giác bối rối, lo lắng và gần như không nhìn thấy lối thoát. Công việc cứ mãi dậm chân tại chỗ, tài chính thì không cải thiện được, những nỗ lực tưởng chừng như vô vọng. Nhưng, thưa quý cô bác, trong cuộc sống này, không có gì là vĩnh viễn. Thời gian sẽ luôn mang đến cơ hội và thay đổi. Và ngay bây giờ, chính là lúc chúng ta cùng nhau nhìn về tương lai, khi mà một bước ngoặt quan trọng sắp đến với người tuổi Ất Mão sinh năm 1975. Chính trong 7 ngày tới của tháng 11 âm lịch năm 2024 này, một cơ hội tuyệt vời sẽ mở ra, mang lại sự thay đổi thần kỳ mà quý cô bác không thể bỏ lỡ. Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về những gì đang chờ đón trong thời gian sắp tới để vững vàng bước vào một giai đoạn mới đầy hy vọng và may mắn. Đừng để những khó khăn trước đó làm nhục chí, vì vận may đang chờ đón bạn phía trước. Sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi của tuổi Ất Mão sinh 1975, đúng 7 ngày tới tháng 11 âm lịch 2024. Trong 7 ngày tới của tháng 11 âm lịch năm 2024, một điều kỳ diệu đang chờ đón những người tuổi Ất Mão sinh năm 1975. Đây chính là thời khắc mà vận mệnh của bạn sẽ có sự thay đổi ngoạn mục, như cơn gió mạnh thổi bay những gánh nặng đè lên đôi vai, giúp bạn cảm nhận được sự chuyển mình mạnh mẽ trong cuộc sống. Dù trước đó bạn đã phải đối mặt với bao nhiêu khó khăn, giờ đây cơ hội tài lộc sẽ đến với bạn một cách bất ngờ, mang theo niềm hy vọng mới, xua tan đi những tháng ngày u ám. Người tuổi Ất Mão, trong bản mệnh của mình, có thể được hình dung như dòng nước dưới khe, dịu dàng và mềm mại nhưng cũng chứa đựng sức mạnh tiềm ẩn. Tính cách của họ thường rất hiền lành, thật thà và ngay thẳng, sống hòa nhã với mọi người. Tuy nhiên, đôi khi chính sự thiếu quyết tâm và mục tiêu rõ ràng khiến họ thiếu đi sự chủ động trong cuộc sống. Chính vì vậy, người tuổi Ất Mão thường sống trong một thế giới riêng, ít dám mơ mộng về những điều lớn lao, thậm chí đôi khi họ cũng thiếu đi động lực để vượt qua thử thách. Dẫu vậy, trong những ngày tới, vận mệnh của người tuổi Ất Mão sẽ có sự chuyển biến mạnh mẽ. Những khó khăn trước đó sẽ dần được thay thế bởi những cơ hội, thách thức mới sẽ dần được hóa giải. Cơ hội tài lộc sẽ đến bất ngờ, giúp bạn có thể tìm lại được sự ổn định về tài chính và công việc. Cảm giác nghèo khó, bế tắc mà bạn từng phải gánh chịu sẽ dần lùi xa, nhường chỗ cho những cơ hội mới, những dự án sẽ đem lại thành công và sự thịnh vượng. Nhưng không phải tất cả mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ ngay từ đầu. 7 ngày tới cũng không phải là một con đường thênh thang không chướng ngại. Đặc biệt, trong công việc, bạn sẽ phải đối mặt với một số thử thách, thậm chí có thể gặp phải sự cản trở từ người khác. Dưới ảnh hưởng của các yếu tố ngoại cảnh,
bạn sẽ nhận ra rằng không phải lúc nào mọi thứ cũng tiến triển theo chiều hướng mình mong muốn. Một số quyết định thiếu cẩn trọng có thể khiến bạn phải đối mặt với khó khăn, thậm chí là tổn thất. Chính vì vậy, người tuổi Ất Mão cần phải nhìn nhận lại chính mình, điều chỉnh suy nghĩ và hành động một cách linh hoạt và thực tế hơn. Hãy lắng nghe ý kiến từ những người xung quanh và đừng bao giờ khép kín mình trong vỏ bọc cũ kỹ, không chịu thay đổi. Cơ hội chỉ đến với những ai biết nắm bắt và biết học hỏi từ những thất bại. Nếu bạn vẫn giữ thái độ khép mình, thiếu sự hợp tác với đồng nghiệp, bạn sẽ khó có thể vượt qua được những thử thách sắp tới. Bên cạnh đó, người tuổi Ất Mão cũng cần đặc biệt chú ý đến sức khỏe tinh thần của mình. Đừng để áp lực công việc hay những khó khăn trong cuộc sống khiến bạn mất đi sự cân bằng nội tâm. Những mối quan hệ gia đình sẽ là nơi để bạn tìm thấy sự an ủi và động lực trong những lúc khó khăn. Gia đình chính là chỗ dựa vững chắc giúp bạn vực dậy khi bạn cảm thấy yếu đuối nhất. Vì vậy, hãy trân trọng những khoảnh khắc bên những người thân yêu, trò chuyện với họ nhiều hơn để giảm bớt sự căng thẳng và áp lực mà bạn đang phải chịu đựng. Đặc biệt, đối với những ai còn độc thân, đây chính là thời điểm mà nếu bạn mở lòng, bạn sẽ có cơ hội gặp được người bạn đời như ý. Đừng ngần ngại chia sẻ tâm tư của mình với người khác, vì chỉ khi bạn thật sự cởi mở và sẵn sàng, thì tình yêu và sự hỗ trợ sẽ đến với bạn. Tóm lại, trong 7 ngày tới của tháng 11 âm lịch này, vận mệnh của người tuổi Ất Mão sẽ chuyển sang một hướng mới. Hãy chuẩn bị tinh thần thật tốt để đón nhận những cơ hội tuyệt vời. Đừng sợ hãi trước những thử thách, vì chính những thử thách sẽ giúp bạn trưởng thành và vươn tới thành công. Sự may mắn đang ở ngay phía trước, chỉ cần bạn dám thay đổi, dám mơ ước và hành động mạnh mẽ. Quý khán giả thân mến, tiếp theo sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện cuộc sống của tuổi Ất Mão sinh 1975, đúng 7 ngày tới tháng 11 âm lịch 2024. Về công danh sự nghiệp của tuổi Ất Mão sinh năm 1975, trong 7 ngày tới tháng 11 âm lịch 2024. Đối với người tuổi Ất Mão, sự nghiệp trong thời gian này không thật sự suôn sẻ, nhất là khi bạn đang phải đối diện với những thách thức nội tâm và các yếu tố ngoại cảnh tác động mạnh mẽ. Thời điểm này, bản mệnh cần thận trọng hơn với những quyết định, hành động của mình. Một trong những vấn đề chính là sự kiêu ngạo, thiếu suy nghĩ trong cách tiếp cận công việc và giao tiếp với mọi người xung quanh. Bạn có thể là người có tầm nhìn xa trông rộng, nhưng nếu chỉ dựa vào đó để hành động mà không biết lắng nghe và tiếp thu ý kiến của người khác, rất dễ rơi vào trạng thái cô độc và bất mãn trong tập thể. Cục diện tương hình có thể khiến bạn trở nên bảo thủ và tự cao, từ đó không nhận ra rằng những quan điểm của mình không phải lúc nào cũng đúng. Đặc biệt, khi làm việc cùng với những người dưới quyền hoặc đối tác, sự thiếu kiên nhẫn và cách trao đổi thẳng thắn mà không tính đến cảm nhận của người khác có thể gây ra những mâu thuẫn không đáng có. Nếu bạn không điều chỉnh được cách tiếp cận công việc, những rắc rối này sẽ dễ dàng làm gián đoạn tiến độ công việc và làm ảnh hưởng đến các mối quan hệ xã giao đã có từ trước. Tuy nhiên, đây cũng chính là lúc để bạn nhìn nhận lại bản thân một cách sâu sắc hơn. Cơ hội không phải lúc nào cũng đến dễ dàng, nhưng nếu bạn biết cởi mở và thay đổi thái độ, nhất là trong việc trao đổi công việc, bạn sẽ có thể tìm thấy sự kết nối trong nhóm và tập thể. Chính sự đoàn kết mới là yếu tố quan trọng để vượt qua khó khăn và đạt được thành công. Bạn không thể đơn độc làm tất cả mọi việc một mình, và chính sức mạnh của sự hợp tác, chia sẻ sẽ giúp bạn xây dựng được môi trường làm việc vững chắc. Mặc dù có những khó khăn, nhưng cũng có ánh sáng trong công danh của bạn nhờ sự xuất hiện của tinh thiên đức. Nếu bạn có thể kiểm soát được tính cách nóng vội và thói quen không kiên nhẫn của mình, bạn vẫn có thể chứng minh được khả năng của bản thân. Những nỗ lực này sẽ không chỉ giúp bạn khẳng định giá trị cá nhân mà còn mang đến cơ hội để bạn nhận được sự thừa nhận từ cấp trên và đồng nghiệp. Có thể trong những tháng tiếp theo, cơ hội thăng tiến sẽ đến với bạn, nhưng điều quan trọng là bạn phải nắm bắt được thời điểm và không để những suy nghĩ sai lệch cản trở sự nghiệp của mình. Về tài lộc của tuổi Ất Mão sinh năm 1975, trong 7 ngày tới tháng 11 âm lịch 2024. Về mặt tài chính, đây là thời điểm mà người tuổi Ất Mão cần nhìn nhận lại những lựa chọn đầu tư và kế hoạch tài chính của mình. Những quyết định tài chính trong quá khứ có thể không còn phù hợp với thực tế hiện tại, và bạn sẽ cần thay đổi tư duy để thích ứng với những biến động của thị trường. Người làm ăn kinh doanh sẽ nhận thấy rõ rằng thị trường luôn biến động không ngừng, và nếu bạn không thay đổi cách tiếp cận, không kịp nhận diện và nắm bắt cơ hội,
bạn sẽ dễ bị tụt lại phía sau và để đối thủ vượt qua mình. Nếu bạn quá bướng bỉnh và chỉ tiếp tục áp dụng những chiến lược cũ, bạn sẽ gặp khó khăn trong việc duy trì lợi nhuận và tài sản. Thực tế, việc đầu tư trong thời điểm này có thể gặp nhiều rủi ro mà bạn khó có thể nhận ra ngay lập tức, đặc biệt là khi bạn thiếu kinh nghiệm hoặc chưa có sự đánh giá chính xác về đối tác, thị trường. Chính vì vậy, đừng nên vội vàng mở rộng quy mô kinh doanh hay đầu tư mạnh vào các dự án mới nếu bạn chưa đủ sự chuẩn bị. Thời điểm này, những lời khuyên từ người xung quanh sẽ rất hữu ích. Hãy lắng nghe và tìm hiểu kỹ càng trước khi đưa ra quyết định. Càng tự tin vào bản thân và tự ý quyết định mà không tham khảo ý kiến của người khác, bạn càng dễ mắc phải sai lầm. Thực tế, đầu tư là một quá trình đòi hỏi sự kiên nhẫn và tư duy chiến lược, chứ không phải là sự vội vã hay quyết định nhất thời. Do đó, đây không phải là lúc để mạo hiểm quá lớn với tài sản của mình. Bạn nên dành thời gian để cân nhắc, đánh giá lại tình hình và tìm kiếm cơ hội khi bạn đã sẵn sàng hơn. Đừng để sự hấp tấp khiến bạn đánh mất cơ hội hoặc thậm chí là tài sản quý giá mà bạn đã tích lũy được trong suốt thời gian qua. Về tình cảm gia đình của tuổi Ất Mão sinh năm 1975, trong 7 ngày tới tháng 11 âm lịch 2024, tình cảm gia đình của người tuổi Ất Mão trong thời gian này sẽ mang đến những cảm giác an ủi và vững chắc, giúp bạn vượt qua mọi thử thách trong cuộc sống. Những người thân yêu, đặc biệt là người bạn đời, chính là chỗ dựa tinh thần vững vàng cho bạn trong những lúc khó khăn. Bạn sẽ cảm thấy mình thật may mắn khi luôn có người ấy bên cạnh, sẵn sàng chia sẻ, an ủi và đưa ra những lời khuyên quý báu khi bạn gặp phải những khúc mắc trong công việc hay cuộc sống. Đây chính là nguồn động lực lớn lao giúp bạn duy trì sự lạc quan và tiếp tục tiến về phía trước. Với những người đã lập gia đình, người bạn đời không chỉ là người đồng hành mà còn là người hiểu và bao dung cho những tính cách chưa hoàn hảo của bạn. Điều này tạo nên một môi trường yêu thương và hòa hợp, nơi bạn có thể thể hiện bản thân mà không phải lo sợ bị phán xét. Chính vì vậy, hãy trân trọng những gì bạn đang có và dành sự quan tâm, yêu thương cho người ấy nhiều hơn. Nếu có thể, những nỗ lực nhỏ bé để duy trì sự ngọt ngào trong mối quan hệ sẽ giúp cho tình cảm giữa hai bạn ngày càng gắn kết và bền chặt. Đối với những người độc thân, đây cũng là khoảng thời gian hứa hẹn nhiều cơ hội mới. Bạn có thể gặp gỡ những người có cùng chí hướng và cùng đam mê. Dù xuất hiện ở đâu, với tinh thần tự tin, cởi mở và nhiệt huyết, bạn dễ dàng gây được ấn tượng và tạo dựng các mối quan hệ tiềm năng. Cơ hội để bạn tìm được đối tượng phù hợp là rất lớn, nhưng điều quan trọng là bạn phải duy trì thái độ tích cực và đừng ngần ngại mở lòng để đón nhận những cơ hội mới trong tình yêu. Về sức khỏe của tuổi Ất Mão sinh năm 1975, trong 7 ngày tới tháng 11 âm lịch 2024. Về sức khỏe, thời điểm này bạn cần chú trọng đến việc duy trì tinh thần lạc quan và giảm bớt căng thẳng. Sự áp lực trong công việc và cuộc sống có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tinh thần của bạn. Do đó, hãy tìm cách giảm stress bằng cách trò chuyện với người thân, bạn bè hoặc tham gia các hoạt động giải trí. Đừng để sự kiên cường quá mức và cái tôi cá nhân khiến bạn trở nên căng thẳng và mệt mỏi. Một trong những cách hiệu quả nhất để giảm stress là giữ cho tinh thần nhẹ nhàng và tìm niềm vui trong những điều nhỏ bé. Nếu có thể, hãy tập luyện thể dục thể thao để duy trì sức khỏe tốt, không chỉ giúp cơ thể khỏe mạnh mà còn giúp bạn có được sự thư giãn tinh thần. Việc vận động thường xuyên còn giúp bạn cải thiện khả năng tập trung, từ đó có thể giải quyết công việc hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, tham gia vào các hoạt động xã hội hoặc giao lưu với bạn bè sẽ giúp bạn tạo ra những kết nối mới, làm phong phú thêm đời sống tinh thần. Hãy nhớ rằng sức khỏe tinh thần và thể chất có mối quan hệ mật thiết với nhau, vì vậy đừng quên chăm sóc cả hai mặt này để có một cuộc sống cân bằng và hạnh phúc. Và tiếp theo sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết của tuổi Ất Mão sinh 1975, đúng 7 ngày tới tháng 11 âm lịch 2024, được chia thành hai giai đoạn như sau. Tử vi tuổi Ất Mão 1975, từ ngày mùng 5 đến mùng 8 tháng 11 âm lịch 2024. Vận mệnh của tuổi Ất Mão trong khoảng thời gian từ ngày mùng 5 đến mùng 8 tháng 11 âm lịch 2024 mang theo nhiều thử thách và nỗi lo lắng. Khi hung tinh đại hao chiếu mệnh, tài lộc của bạn đối mặt với nguy cơ hao tổn, khiến mọi kế hoạch đầu tư, đặc biệt là những dự án lớn, trở nên khó khăn và cần được xem xét thận trọng. Dù có khả năng tự tin,
nhưng sự nghiệp và tài chính sẽ gặp phải những khó khăn lớn nếu không biết cách kiềm chế và điều chỉnh. Mỗi ngày trôi qua, bạn cảm nhận rõ rệt sự lo lắng bao phủ trong tâm trí. Đặc biệt trong công việc, đầu óc bạn dễ bị phân tâm, có những lúc cảm thấy mình không thể tập trung vào công việc một cách tốt nhất. Những sai sót trong quá trình làm việc xảy ra do sự sao lãng và cảm giác thiếu tự tin. Tuy nhiên, dù có những khoảnh khắc khó khăn đó, bạn không được phép bỏ cuộc. Càng về cuối thời gian này, bạn sẽ nhận thấy một điều quan trọng, những thử thách lớn nhất cũng chính là cơ hội để bạn trưởng thành và hoàn thiện bản thân. Sự kiên trì, sự tự giác sửa chữa và điều chỉnh trong công việc sẽ giúp bạn dần lấy lại phong độ và hướng đến những điều tốt đẹp hơn. Dù cho mọi thứ có vẻ khó khăn lúc đầu, nhưng bạn sẽ nhận thấy rằng những nỗ lực của mình sẽ không trở thành vô ích. Những thay đổi dù nhỏ nhưng lại mang đến những hiệu quả tích cực, giúp bạn dần thoát khỏi tình trạng khó khăn này. Mặt khác, trong chuyện tình cảm, khoảng thời gian này cũng không có nhiều điều tốt đẹp. Cảm giác nhạt nhòa, xa cách dần xuất hiện, khiến mối quan hệ của bạn với người ấy dễ bị rạn nứt. Cuộc sống quá bận rộn và những lo toan về công việc khiến bạn và đối phương ít có thời gian quan tâm, chăm sóc nhau. Đây chính là lúc bạn cần nhìn nhận lại mối quan hệ, tìm cách hâm nóng tình yêu bằng những hành động lãng mạn, hay cùng nhau đi du lịch để gắn kết lại tình cảm, tránh để khoảng cách ngày càng lớn, khiến mối quan hệ trở nên lạnh nhạt. Với những người độc thân, tâm trí của bạn lúc này hoàn toàn bị cuốn vào công việc, vì vậy, chuyện tình cảm dường như không được quan tâm. Tuy nhiên, đừng quên rằng tình yêu cũng cần có thời gian để phát triển. Tử vi tuổi Ất Mão 1975, từ ngày mùng 9 đến mùng 12 tháng 11 âm lịch 2024. Vào khoảng thời gian từ mùng 9 đến mùng 12 tháng 11 âm lịch 2024, vận mệnh của tuổi Ất Mão sẽ dần chuyển mình theo chiều hướng tích cực. Dù vẫn còn những thử thách, nhưng bạn sẽ bắt đầu nhận thấy những cơ hội mới xuất hiện trong công việc và sự nghiệp. Chính sự chủ động và nỗ lực của bản thân sẽ giúp bạn vượt qua giai đoạn khó khăn trước đó, mang lại những kết quả đáng khích lệ. Quý nhân sẽ xuất hiện đúng lúc, hỗ trợ bạn vượt qua những trở ngại và mở ra những cánh cửa cơ hội lớn. Công việc của bạn sẽ dần được cải thiện, thể hiện rõ ràng khả năng và trách nhiệm trong công việc. Nếu bạn thể hiện mình là người có năng lực và tận tâm với nhiệm vụ được giao, cơ hội thăng tiến, được công nhận sẽ không xa. Tuy nhiên, bạn cần phải chú ý phát triển kỹ năng làm việc nhóm, bởi vì đây sẽ là yếu tố quyết định sự thành công của bạn trong giai đoạn này. Những khó khăn trước đó sẽ dần được giải quyết, và bạn sẽ có thể nhìn thấy rõ sự tiến bộ của bản thân qua từng ngày. Mặc dù công việc có dấu hiệu khởi sắc, tài chính lại không được như mong đợi. Tiền bạc sẽ gặp phải một số khó khăn, có thể là do chi tiêu quá mức hoặc đầu tư không thật sự hợp lý. Tuy nhiên, đừng quá lo lắng. Bạn vẫn có thể duy trì được sự ổn định tài chính nếu biết cách quản lý chi tiêu hợp lý và không vội vã trong các quyết định đầu tư. Cơ hội kiếm thêm thu nhập sẽ đến, nhưng hãy kiên nhẫn và tỉnh táo để tránh mắc phải sai lầm trong việc quản lý tài chính. Về mặt tình cảm, dù tình yêu vẫn ổn định, nhưng bạn và người ấy sẽ ít có thời gian dành cho nhau do công việc bận rộn. Mối quan hệ sẽ cần sự chăm sóc nhiều hơn để không trở nên phai nhạt. Hãy tìm cách để hâm nóng lại tình cảm, cùng nhau làm những điều giản đơn nhưng ý nghĩa. Nếu bạn vẫn còn độc thân, những mối quan hệ mới có thể xuất hiện, nhưng bạn cần mở lòng, đừng quá dè dặt. Đôi khi, những cơ hội tình yêu đến khi bạn ít ngờ tới nhất. Những ngày may mắn trong tháng 11 âm lịch 2024 cho tuổi Ất Mão sinh 1975. Ngày 6 tháng 11 âm lịch 2024, đây là một ngày đặc biệt của tuổi Ất Mão, khi những vận may bắt đầu chiếu sáng vào cuộc sống của bạn. Những điều không may mắn trước đó dần tiêu tan và bạn cảm nhận được sự tích cực lan tỏa trong lòng. Đây là thời điểm bạn có thể đối diện và vượt qua thử thách một cách dễ dàng hơn, khi mà sự tự tin và lạc quan đã trở lại trong tâm trí. Tài lộc cũng có dấu hiệu khả quan, khi bạn có thể thu về thêm thu nhập hoặc tìm ra cơ hội mới để gia tăng tài chính. Tuy nhiên, đừng quên rằng may mắn đến không phải ngẫu nhiên. Nó đòi hỏi bạn phải duy trì được trạng thái tích cực, kiên nhẫn và biết tận dụng các cơ hội. Ngày 9 tháng 11 âm lịch 2024, vận may của tuổi Ất Mão vào ngày này sẽ lên cao. Quý nhân sẽ xuất hiện và hỗ trợ bạn trong cả công việc lẫn cuộc sống, tạo ra một không khí hợp tác, suôn sẻ và đầy hứa hẹn. Bạn sẽ gặp gỡ những đối tác quan trọng, nhận được sự giúp đỡ từ những người có kinh nghiệm và tầm nhìn sắc bén.
họ sẽ đưa ra lời khuyên quý giá, giúp bạn giải quyết những vấn đề khó khăn mà trước đó bạn không thể tự mình tìm ra giải pháp. Tài chính trong ngày này cũng khá khả quan, bạn có thể nhận được khoản thu nhập bất ngờ hoặc lợi nhuận từ các khoản đầu tư trước đó. Tuy nhiên, hãy giữ thái độ lý trí, không nên vội vàng hoặc quá tham lam trong các quyết định tài chính. Ngày 14 tháng 11 âm lịch 2024, một ngày tuyệt vời dành cho sự nghiệp của tuổi Ất Mão. Bạn sẽ nhận được sự công nhận từ cấp trên về năng lực và tài năng của mình. Có thể bạn sẽ nhận được cơ hội thăng chức hoặc tăng lương. Đây chính là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực và cố gắng không ngừng nghỉ trong công việc. Tài chính sẽ tiếp tục cải thiện khi thu nhập chính ổn định và các khoản đầu tư cũng mang lại lợi nhuận. Tuy nhiên, trong sự thành công, bạn cần giữ được sự khiêm nhường và tập trung vào công việc để không bị sa vào sự tự mãn. Ngày 30 tháng 11 âm lịch 2024, đây là một ngày cực kỳ may mắn về mặt tài chính và công việc. Sao tài lộc chiếu mệnh, giúp bạn có những cơ hội làm giàu, dù là trong sự nghiệp hay đầu tư. Bạn sẽ đưa ra những quyết định dứt khoát và đúng đắn, nắm bắt cơ hội và thu về thành quả to lớn. Những mối quan hệ hợp tác cùng bạn cũng sẽ mang đến những bất ngờ tích cực, hỗ trợ bạn trên con đường phát triển sự nghiệp và tài chính. Đừng quên rằng thành công chỉ đến khi bạn duy trì được sự chăm chỉ và không ngừng học hỏi, phát triển. Quý khán giả thân mến, trong công việc kinh doanh, việc tìm kiếm một đối tác hợp tác phù hợp đóng vai trò cực kỳ quan trọng, không chỉ giúp công việc thuận lợi mà còn mang lại những cơ hội phát triển và thịnh vượng bền vững. Đặc biệt, đối với những người sinh năm Ất Mão 1975, việc chọn lựa đối tác hợp mệnh, hợp tuổi càng trở nên quan trọng. Với tính cách ôn hòa, điềm tĩnh và khéo léo, người tuổi Ất Mão sẽ tìm thấy nhiều thành công khi hợp tác với những tuổi sau đây. 1. Tuổi Ất Mão và Tý, hợp tác hoàn hảo, thành công bền vững. Khi người tuổi Ất Mão kết hợp với người tuổi Tý trong công việc, họ sẽ tạo ra một mối quan hệ đối tác vô cùng ăn ý và mang lại nhiều thành công đáng kể. Tuổi Tý với tính cách nhanh nhẹn, thông minh và có khả năng dẫn dắt tốt sẽ giúp Ất Mão đưa ra những quyết định đúng đắn và sáng suốt. Trong khi đó, Ất Mão với lối sống nhã nhặn, kiên nhẫn và biết nhường nhịn sẽ giúp duy trì sự hòa hợp trong công việc, giảm thiểu xung đột. Khi xảy ra mâu thuẫn, tuổi Tý thường là người chủ động giải quyết bởi họ hiểu rõ vị trí và vai trò quan trọng của Ất Mão. Mối quan hệ hợp tác này rất bền vững và lâu dài, giúp cả hai phát triển mạnh mẽ trong sự nghiệp. 2. Tuổi Ất Mão và Sửu, tạo ra động lực và năng lượng mới. Người tuổi Sửu luôn là một động lực mạnh mẽ giúp người tuổi Ất Mão tiến lên, vượt qua mọi thử thách trong công việc. Cả hai đều có sự kiên nhẫn và cống hiến hết mình cho công việc. Tuy nhiên, tính cách của họ có sự bổ sung rất hài hòa. Tuổi Sửu giúp Ất Mão vượt qua những rào cản, thúc đẩy họ tiến về phía trước. Trong khi đó, Ất Mão lại mang đến cho tuổi Sửu một làn gió mới mẻ, thú vị. Công việc của họ sẽ luôn được cải thiện và phát triển mạnh mẽ bởi sự nỗ lực và quyết tâm không ngừng nghỉ của cả hai. 3. Tuổi Ất Mão và Dần, cần tổ chức rõ ràng để thành công. Trong môi trường làm việc chung, khi hai người tuổi Ất Mão và tuổi Dần hợp tác, họ cần phải tổ chức công việc và phân chia không gian làm việc rất rõ ràng để tránh xung đột. Tuổi Dần với tính cách lãnh đạo mạnh mẽ, quyết đoán và có trách nhiệm sẽ là người dẫn đầu, trong khi Ất Mão khá nhút nhát và thụ động, sẽ đánh giá cao sự tinh tế và trách nhiệm của Dần. Mặc dù Ất Mão có thể không chủ động trong một số tình huống, nhưng họ sẽ đóng góp sự khéo léo, tỉ mỉ và kỹ năng mềm của mình để công việc diễn ra thuận lợi. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa hai tuổi này sẽ tạo nên một môi trường làm việc hiệu quả. 4. Tuổi Ất Mão và Mão, hợp tác ăn ý nhưng cần chú ý đến tài chính. Khi hai người tuổi Mão hợp tác với nhau, họ sẽ mang đến cho công ty một không gian làm việc đậm tính nghệ thuật, gần gũi và ấm cúng hơn là những không gian công sở khô khan. Người tuổi Ất Mão và Mão sẽ làm việc rất ăn ý, hiểu nhau và cùng nhau sáng tạo. Tuy nhiên, cần phải chú ý đến các vấn đề tài chính và kinh doanh, vì đôi khi cả hai có thể không đủ tỉ mỉ và khéo léo trong việc tính toán lợi ích và chi phí. Vì vậy, nếu không thể tự mình lo liệu mọi vấn đề tài chính, họ rất cần những người đáng tin cậy để hỗ trợ công việc. 5. Tuổi Ất Mão và Thìn, tạo nên sự kết hợp mạnh mẽ, đầy sáng tạo. Trong mối quan hệ hợp tác, người tuổi Ất Mão sẽ thực hiện các nhiệm vụ và công việc cụ thể, trong khi người tuổi Thìn sẽ đóng vai trò là người đưa ra những quyết định quan trọng, mang đến ý tưởng và chiến lược mới,
Tuổi Thìn với bản tính mạnh mẽ, tự tin và luôn có những tầm nhìn xa sẽ đưa ra những kế hoạch táo bạo. Trong khi đó, Ất Mão sẽ có sự cẩn trọng, thực tế và khả năng thực thi những kế hoạch đó một cách hiệu quả. Sự kết hợp này tạo ra một mối quan hệ hợp tác vô cùng mạnh mẽ và đầy sáng tạo. 6. Tuổi Ất Mão và Tỵ, mối quan hệ đối tác ổn định, hài hòa. Tuổi Tỵ là người có khả năng lãnh đạo và giao tiếp tốt. Họ sẽ đóng vai trò là người dẫn đầu, đảm nhận các công việc liên quan đến ngoại giao và khách hàng. Trong khi đó, Ất Mão sẽ đảm nhiệm công việc hậu cần, quản lý tài chính và các công việc nội bộ. Cả hai sẽ tạo thành một cặp đối tác hoàn hảo, giúp công ty phát triển ổn định. Sự hợp tác này mang lại sự hài hòa, ổn định và thành công trong dài hạn. 7. Tuổi Ất Mão và Ngọ cần một bên thứ ba để hỗ trợ. Mặc dù người tuổi Ngọ làm việc chăm chỉ và có khả năng lập kế hoạch tốt, nhưng đôi khi họ dễ nản lòng và thiếu kiên nhẫn. Người tuổi Ất Mão, với sự nhạy bén trong công việc và những quan điểm chủ quan, lại chưa đủ vững vàng về các vấn đề tài chính. Do đó, để mối quan hệ hợp tác này trở nên suôn sẻ, rất cần sự hỗ trợ từ một bên thứ ba, một người có khả năng giúp giải quyết các vấn đề khó khăn trong công việc và tài chính, đảm bảo rằng mọi thứ sẽ diễn ra thuận lợi và hiệu quả. 8. Tuổi Ất Mão và Mùi, sự kết hợp hoàn hảo, đạt được thành công nhanh chóng. Người tuổi Ất Mão và Mùi sẽ tạo thành một cặp đối tác kinh doanh cực kỳ thành công. Ất Mão có khả năng giúp người tuổi Mùi tập trung vào công việc, trong khi người tuổi Mùi lại có sự khôn ngoan và trí tuệ sâu sắc. Sự kết hợp này giúp họ đưa ra những quyết định đúng đắn, cải thiện và thúc đẩy công việc đi lên nhanh chóng. Cả hai đều có những phẩm chất bổ sung cho nhau, tạo ra một môi trường làm việc đầy sáng tạo và hiệu quả. 9. Tuổi Ất Mão và Thân cần thận trọng trong hợp tác. Mối quan hệ hợp tác giữa người tuổi Ất Mão và Thân không phải lúc nào cũng dễ dàng, bởi tính cách của họ hoàn toàn trái ngược. Tuổi Thân thích những nơi tấp nập, đông đúc, còn Ất Mão lại thích sự yên tĩnh, ít giao thiệp. Để hợp tác lâu dài, họ cần phải thận trọng và lắng nghe ý kiến của nhau. Sự hiểu biết và tôn trọng sẽ giúp họ duy trì một môi trường làm việc hòa hợp. 10. Tuổi Ất Mão và Dậu, mối quan hệ khá căng thẳng. Mối quan hệ giữa tuổi Ất Mão và Dậu có thể gặp khá nhiều khó khăn, vì tuổi Dậu cho rằng Ất Mão thiếu sự logic và thực tế. Tuổi Dậu thường chủ động trong công việc, trong khi Ất Mão lại khá thụ động, đôi khi không theo kịp sự quyết đoán và sự nhanh nhạy của Dậu. Vì vậy, mối quan hệ này có thể không kéo dài lâu nếu không có sự điều chỉnh hợp lý từ cả hai phía. 11. Tuổi Ất Mão và Tuất, một sự hợp tác tuyệt vời. Người tuổi Ất Mão và Tuất sẽ có một mối quan hệ hợp tác vô cùng tốt đẹp. Tuổi Ất Mão sẽ có cơ hội phát huy trí tuệ và sự thông minh của mình, trong khi tuổi Tuất sẽ đóng vai trò là người trung thành, tận tâm và rất đáng tin cậy. Cả hai sẽ giúp nhau phát triển và đạt được thành công lâu dài trong công việc. 12. Tuổi Ất Mão và Hợi, mối quan hệ hợp tác rực rỡ. Cuối cùng, mối quan hệ giữa người tuổi Ất Mão và tuổi Hợi là một sự kết hợp rất thành công. Người tuổi Hợi mang trong mình tài vận tốt, trong khi Ất Mão lại rất khôn khéo và sáng suốt. Khi hợp tác với nhau, họ sẽ đạt được sự thành công rực rỡ, nhờ vào sự hỗ trợ và sự bổ sung lẫn nhau trong công việc. Nhân sinh cảm ngộ, giáo dục cuộc sống cho tuổi già viên mãn. Kính thưa quý vị, trong cuộc sống, ai cũng mong muốn có được hạnh phúc, bình an và những phúc lành bên gia đình. Đặc biệt, khi bước vào tuổi già, điều mà mọi người khao khát chính là những năm tháng cuối đời tràn ngập niềm vui và sự an yên. Nhưng làm thế nào để đạt được điều đó? Thực ra, không khó để có một tuổi già viên mãn nếu chúng ta làm tốt 5 điều sau đây. 1. Quan tâm đến tài chính hưu trí. Tiền bạc không phải là tất cả, nhưng đối với người cao tuổi, tài chính ổn định là nền tảng quan trọng nhất để đảm bảo cuộc sống không lo âu. Giữ lại khoản tiền tiết kiệm, nhiều người lớn tuổi, vì tình thương con cháu, sẵn sàng trao hết tiền lương hưu hoặc tài sản tích lũy cho con cái mà quên giữ lại một phần cho bản thân. Điều này có thể gây khó khăn cho chính họ trong trường hợp khẩn cấp. Sự độc lập tài chính, hãy hiểu rằng, việc chia sẻ tài sản là đáng quý, nhưng vẫn cần giữ lại một khoản để đảm bảo cuộc sống tự do, không phụ thuộc vào bất kỳ ai. Khi có sự chủ động về tài chính, bạn sẽ không cần phải lo lắng hay ngần ngại nhờ sự giúp đỡ từ người khác. 2. Học cách giữ mồm giữ miệng. Khi bước vào tuổi già,
việc giao tiếp cần trở nên khéo léo và tinh tế hơn để tránh những mâu thuẫn không đáng có. Lời nói có chọn lọc, học cách nói năng cẩn trọng, không nói thẳng hay nói bừa, bởi lời nói có thể vô tình làm tổn thương người khác. Giá trị của sự im lặng. Hemingway từng nói, học nói chỉ mất 2 năm, nhưng học im lặng có thể mất cả đời. Im lặng đúng lúc là một biểu hiện của trí tuệ và sự trưởng thành. Khi biết kiểm soát lời nói, bạn sẽ tránh được những rắc rối không cần thiết, từ đó tận hưởng cuộc sống nhẹ nhàng hơn. 3. Duy trì thói quen sống lành mạnh. Thói quen sinh hoạt là yếu tố quan trọng quyết định sức khỏe thể chất và tinh thần của mỗi người, đặc biệt là ở tuổi già. Ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý, hãy xây dựng một chế độ dinh dưỡng cân đối và duy trì giấc ngủ đủ giấc. Loại bỏ thói quen xấu, hút thuốc, uống rượu quá mức hoặc ăn uống không kiểm soát sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Hãy thay đổi ngay từ hôm nay để bảo vệ cơ thể. Tích cực vận động, một cơ thể khỏe mạnh giúp bạn tận hưởng cuộc sống trọn vẹn hơn. 4. Xây dựng và duy trì cuộc sống hôn nhân hòa thuận. Hôn nhân hạnh phúc là nền tảng tinh thần vững chắc khi tuổi già. Tin tưởng và tôn trọng, hãy đối xử với người bạn đời bằng sự yêu thương và thông cảm. Đừng để những xung đột nhỏ nhặt gây rạn nứt mối quan hệ. Chung tay vun đắp, hôn nhân không phải là thứ để yên là được. Vợ chồng cần cùng nhau xây dựng, chia sẻ và giải quyết mọi khó khăn một cách hòa thuận. Một gia đình êm ấm chính là nơi an trú bình yên nhất khi bạn về già. 5. Tập thể dục đều đặn và khoa học. Vận động cơ thể không chỉ giúp duy trì sức khỏe mà còn nâng cao tinh thần, kéo dài tuổi thọ. Lựa chọn bài tập phù hợp, tập thể dục không nhất thiết phải gắng sức mà cần phù hợp với thể trạng và tuổi tác. Những hoạt động nhẹ nhàng như đi bộ, yoga, thể dục nhịp điệu hay khiêu vũ đều mang lại lợi ích lớn. Kiên trì mỗi ngày, hãy nhớ rằng không bao giờ là quá muộn để bắt đầu. Một lịch trình tập luyện khoa học sẽ giúp cơ thể dẻo dai hơn, tâm trí minh mẫn hơn và cuộc sống trở nên phong phú hơn. Kết luận, cuộc sống tuổi già không phải là dấu chấm hết, mà là khoảng thời gian để tận hưởng thành quả từ những nỗ lực cả đời. Chỉ cần chú trọng vào 5 yếu tố trên, bạn sẽ xây dựng được một cuộc sống hạnh phúc, tự do và ý nghĩa. Hãy để những năm tháng về già là hành trình bình yên nhất, nơi bạn thực sự cảm nhận được giá trị của từng khoảnh khắc trong cuộc đời. Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp ích cho quý vị khán giả trong việc tham khảo tử vi của tuổi Ất Mão sinh năm 1975 trong 7 ngày tới, tháng 11 âm lịch năm 2024. Nếu thấy video hữu ích, đừng quên nhấn thích, chia sẻ và đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều nội dung hấp dẫn từ chương trình. Chúc quý vị luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.